Bây giờ bà bạn nào còn nhớ tới Viên Giáp thì chắc hẳn là đã có một vợ hai con rồi. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Viên Giáp. Vào những năm 2015-2016, trên YouTube là truyền những video của một tài khoản tên là Viên Giáp. Cơ bản chỉ là những video của một cậu bé năm nay mới lên lớp 7. Những cái điều đáng mừng hơn đó là những gì cậu bé nó nói trong video. Nhất là những câu chửi tục và những lời nói khó nghe đối với những người dislike video của mình. Các bạn dislike và các bạn nếu tôn trọng á, ok. Đủ mày vô channel người khác mà cứ chửi, ok. Từ đó, cậu bé nhận hàng loạt những tranh cãi từ cộng đồng mạng và số lượt dislike trên video của cậu thì cao không tưởng. Và từ đó, khi gia đình đã biết chuyện thì đã kêu cậu Viên Giáp này nghỉ làm YouTube. Và đến hiện tại, Viên Giáp hiện đang làm gì, ở đâu, con em vẫn là một ẩn số. Tính ra là hiện tại, Viên Giáp cũng đã 22-23 tuổi rồi, cũng gọi là một độ tuổi trưởng thành rồi. Không biết liệu giờ anh đang ra sao, nhưng có lẽ mình và anh em đều mong rằng Viên Giáp sẽ sớm có bác YouTube để cho anh em chung lại lỗi lầm, bấm like cho video của anh.